tay cột 15 và hiện tại là tôi cao là 1m7, cao 1m7 nhưng ngồi vào đây cực kỳ là rộng rãi thoải mái luôn, cảm giác cực kỳ là phê. Với mức giá hiện tại của bộ ghế này thì tôi xin bật mí là nó sẽ vào ngang với một chiếc Mazda 3 bản Luxury thời điểm hiện tại. Còn quý vị mà muốn có giá chi tiết cũng là giá tốt hơn thì có thể liên hệ ngay đến cơ sở đồ gỗ Trung Tá của tôi. Đây. Vâng, cơ sở đồ gỗ Trung Tá xin kính chào các bác nhá. Trong video clip ngày hôm nay thì nhà em lại lên một siêu phẩm bộ bàn ghế Minh Cúp Đào bằng chất liệu gỗ đinh thối. Điểm đặc biệt của bàn ghế này là trọn vân. Thì trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm này, bao gồm có 11 món, kích thước là tay cột 15. Đây, máy quay sẽ quay toàn bộ tổng thể của bộ ghế này cho quý vị khách hàng có thể chiêm ngưỡng được. Phần vân gỗ được chọn vân tự nhiên và cực kỳ là đỉnh cao luôn. Quý vị biết là chất liệu gỗ đinh thối này thì là cực kỳ là quý hiếm, như là cái số người sở hữu bộ ghế này hiện tại chắc là cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngay bây giờ thì tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết của bộ ghế này. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh của chiếc ghế nhỏ. Đây, quay tổng thể chiếc ghế nhỏ đã. Quay tổng thể đã xong rồi một lát thì sẽ quay chi tiết sau. Chiếc ghế ngắn này thì kích thước là bề ngang là 87 và chiều sâu 67 theo phần khuôn tranh. Mặt ghế là mặt ghế liền, vân chu tự nhiên. Chiều cao tổng thể là 1m3. Riêng phần trương ghế này là đục đào và chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay. Đây, máy quay quay sát cái phần trương ghế đào này. Quý vị thấy là cái phần đục chạm thủ công bằng tay của tôi là cực kỳ là sắc nét trương ghế này. Còn phần tay cột ghế này, tay cột ghế là tay cột 15 và hàng thì là chọn gỗ chọn vân, chất liệu gỗ đinh thối này, vị này rất là quý hiếm. Đây, phần vân gỗ đây, máy quay sát cái phần vân gỗ và phần tay cột này, vị này đây là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên quý nhá, tôi cam kết là 100% vân gỗ tự nhiên. Trương là trương đục đào, vách là vách đục tứ quý, phần tay là tay tay đục nghê. Phần tay ghế đây, quay phần tay ghế này. Quý vị thấy nhá, cái phần vân gỗ của cái ván mặt này, vân gỗ ván mặt cực kỳ là vân luôn. Đây, cái phần yếm ghế quý nhá, yếm ghế chúng tôi là yếm ghế đục hoa lá tây và cái phần bản yếm này quý vị, bản yếm rất là to. Riêng cái phần chân này chúng tôi là đục đầu lân và chân bên dưới chân xoáy cực kỳ là sắc nét luôn. Đây, toàn bộ hàng chúng tôi là làm cực kỳ là kỹ và đục chạm sắc nét. Đây, phần tay này, tay là tay nghê chạm đào. Đây, đi vào chi tiết hơn thì cái phần bên trong này thì phía bên trong này có một chiếc đôn kẹp ghế. Đôn kẹp ghế này có kích thước là 68, chiều sâu và bề ngang là 45. Đây, phần mặt của vị này rất là đặc sắc, chủ yếu cái phần bộ ghế này nó đặc sắc là ở cái phần gỗ đinh thối này chọn vân. Đây, quý vị này, tôi sẽ lướt đều cho quý vị xem được cái phần vân gỗ vân chun đẳng cấp của bộ ghế này. Bên này hơi được sáng một chút này, quay sang chiếc ghế dài này. Đứng ra quay tổng thể chiếc ghế dài là máy quay này. Đây. Chiếc đoạn dài này kích thước chiều dài là 2m05 quý vị nhé, 2m05 này. Chiều sâu là 67, chiều sâu 67. Còn đây phần trương ghế đây, còn vách ghế đây, vách ghế chúng tôi là vách đục tứ quý tùng trúc cúc mai. Còn hai bên là leo rồng hóa quý vị ạ, hai bên leo rồng hóa. Phần vân gỗ của cái phần ván mặt này quý vị này, phần vân gỗ của phần ván mặt này cực kỳ là đẳng cấp luôn, cực kỳ đẳng cấp luôn. Vân chun này, vân chun quý vị nhá, vân chun cực kỳ đẳng cấp. Đây, những phần tay ghế này hay là những phần cột ghế này, tôi nói đâu thì quen đấy. Đây, những cái phần tay ghế quý vị này, phần tay ghế này quá là đẳng cấp luôn. Ba bức vách là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, cũng như là phần vân gỗ đây. Chúng tôi đục chạm thì phần vách này đục chạm tương đối thôi, nhưng mà chúng tôi để chiếu là chơi phần vân vách này là chính. Tới phía bên này là lại tiếp tục là hai chiếc ghế nhỏ. Quay tổng thể đã xong thì một lát thì sẽ quay gần hơn chi tiết vân gỗ cho khách hàng. Của cái cột ghế này, kích thước cột ghế là tay 15 rất là to. Và máy quay ra xa một chút đã. Thì cái chất liệu gỗ đinh này nó cũng khá là hiếm và đắt đỏ. Tuy nhiên là một cái bộ ghế này được nó được chọn vân như này thì giá thành thì nó lại đắt hơn rất nhiều, có thể gấp đôi thậm chí gấp ba, nên là cực kỳ là hiếm. Nên là quý vị nào mà có nhu cầu sở hữu bộ ghế này thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi.
phải nói là độc nhất vô nhị luôn này. Còn ngay tay cột 15 và hiện tại là tôi cao là 1m7, cao 1m7 ngồi vào đây cực kỳ là rộng rãi thoải mái luôn, cảm giác cực kỳ là phê. Với mức giá hiện tại của bộ ghế này thì tôi xin bật mí là nó sẽ vào ngang với một chiếc Mazda 3 bản Luxury thời điểm hiện tại. Còn quý vị mà muốn có giá chi tiết cũng là giá tốt hơn thì có thể liên hệ ngay đến cơ sở đồ gỗ Trung Tá của tôi. Đây có địa chỉ đây, tại Quán Khúc Cẩm Khê Phú Thọ quý nhé. Số điện thoại là 0957 510 86. Đó. Còn bây giờ thì máy quay có thể lại gần hơn và quay thêm một chút nữa về hình ảnh chi tiết về phần vân gỗ cũng như là cái đường nét của bộ ghế này cho quý khách hàng có thể tham khảo. Đây, đây là phần ván mặt quý vị này, quá là đẳng cấp luôn, và tôi có thể nói là không còn một lời nào để tả về cái độ vân chun của bộ ghế này nữa. Chọn gỗ, chọn vân, từng đường nét là đục chạm cực kỳ là tinh xảo luôn. Gỗ thì chọn lọc cũng như là cái độ hoàn thiện chúng tôi thì là cực kỳ kỹ quý vị nhé, độ hoàn thiện cực kỳ kỹ này, từng đường nét thì đều được trau chuốt. Ở đây là một cái sản phẩm nó là thuộc phân khúc hàng cao cấp rồi, phân khúc hàng cao cấp rồi. Thì máy quay có thể ra quay một lần nữa tổng thể của bộ ghế này, quay một lần nữa tổng thể của bộ ghế này. Đây, quay tổng thể từ đi từ bên này sang bên này để cho khách hàng có thể bao quát hết được cái độ rộng và cũng khá là khủng. Nhưng mà khách hàng mà muốn trưng bày bộ ghế này trong phòng khách thì cũng cần một không gian phòng khách khá là rộng vị nhá. Cái phần bàn này của chúng tôi nhá, vị nhá, cái phần bàn này có kích thước là chiều ngang là 87, chiều dài là 1m73 và bao gồm có hai ngăn kéo quý vị, hai ngăn kéo đây, một ngăn bên này và một ngăn này để đồ rất tốt. Còn ngoài ra là phía ngoài đầu này, phía ngoài đầu này thì còn chiếc đôn to này có kích thước chiều ngang và chiều ngang là 55 và chiều chiều này này, quý vị, chiều ngang 55 này, chiều kia là 87 là cũng có ngăn kéo hết, có ngăn kéo hết, rất tiện lợi cho quý vị để đồ. Còn ngoài ra thì còn có hai chiếc đôn nhỏ nữa, hai chiếc đôn nhỏ này nữa. Vân chun là cũng là cực kỳ là đẳng cấp luôn. Bộ này thì chúng tôi là bao gồm có 11 món, Vừa rồi là tôi đã giới thiệu từ tổng thể cũng như là đấy chi tiết của bộ ghế này rồi. Còn quý vị nào có nhu cầu mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại Quán Khúc Cẩm Khê Phú Thọ và số điện thoại là 0987 510 86 trên biển kia. Ok, xin chào mọi người nhé, và mọi người nếu mà quan tâm yêu mến thì có thể bấm like và đăng ký kênh tôi để có thể theo dõi và cập nhật được những cái video clip chia sẻ cũng như là giới thiệu những cái sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.